Chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mỗi khi nghiêm tiểu vũ hướng ta khóc lóc kể giang hồ võ lâm cớ nào hung hiểm, cái gọi là đại hiệp cỡ nào hung tàn, bọn họ là con tép trên giang hồ phải làm sao giữ đầu mà sống, ta đều cười nhạt. Rõ ràng thái y chúng ta mới chân chính là đem đầu treo ở lưng quần mang trên người, theo thống kê, chúng ta thường xuyên nhất được nghe ba câu, một, không chữa khỏi cho nàng, hắn, mang đầu đến gặp trẫm hai, nếu nàng hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng, ba, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi, trẫm nuôi các ngươi để làm gì, dù sao, cứu người là thiên chức của chúng ta, cũng chẳng có gì hay ho, chỉ cần không may sơ sẩy, nhẹ thì một người chết, nặng thì mọi người cùng chết. Nói ngắn gọn, nghề nghiệp thái y này, tiền thu thì thấp, phiêu lưu lại cao, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể kiếm thêm chút thu nhập, tỉ như thay đông cung nương nương mang cho tay cung nương nương thuốc phá thai, hoặc là thay tay cung nương nương đưa cho hoàng thượng thuốc tráng dương, làm mấy chuyện này đúng là có chút vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ta liền hỏi gia gia, làm mấy chuyện như thế chẳng phải rất thương thiên hại lý sao, có câu lương y như từ mẫu mà, gia gia nói. Quên con mẹ nó y đạo. Sống sót quan trọng nhất. Nghe vậy nhưng những điều ta lo lắng cũng không thể xóa bỏ. Càng nghĩ, muốn sống sót phải thoát khỏi cái bộ dạng thái y viện này, xa rời hoàng cung, nhưng ai bảo tự nhiên tổ tiên ta lại được xưng là y thánh, đem cao tổ hoàng đế đã hấp hối từ quỷ môn quan túng trở về, cao tổ hoàng đế thưởng một tấm hoành phi, ban một câu nhiều thế hệ làm nghệ y, như vậy quyết định mấy trăm năm vận mệnh tống thì bộ tộc ta, y thuật là không thể di truyền. Nếu cao tổ hoàng đế có thể hiểu được điều này cũng sẽ không có bi kịch của ta ngày hôm nay, nghiêm tiểu vũ từ bên. Ngoài chạy vào, hự hự thở phì phò, ta liếc mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Tiểu vũ, thận ngươi lại hư. Bình thường hắn chạy một ngàn dặm hơi thở cũng không xuyển, nghiêm tiểu vũ dừng bước chân, hai tay không ngừng vỗ lưng giúp lưu thông khí. Thái y viện truyền lời đến, triệu gấp thái y đến Tây Hoa Cát. Ta mí mắt trạo rực, dự cảm có điểm xấu, Tây Hoa Cát này chính là nơi ở của phi tử được thánh thường sủng ái nhất, bây giờ lại cho triệu gấp, không phải có việc chính là có bệnh, hơn nữa chỉ sợ còn không phải bệnh nhỏ, kỳ thật dù có bệnh hay không, ta vẫn có thể giải quyết Gia Gia lúc trước thường xuyên nói, đám người trong thái y viện kia toàn là lang băm, theo chân bọn họ cùng một chỗ sớm muộn cũng bị liên lụy, ta đối với đám người này cũng tràn đầy căm hận, nếu y thuật của bọn họ cao siêu một chút sẽ không cần tới ông nội của ta, ông nội của ta vì thế cũng không cần phải chịu bệ hạ ưu ái, ông nội của ta mà không cần chịu ưu ái thì ta cũng không cần phải vì áp lực của Gia Gia mà kế thừa tổ nghiệp, đối với lòng ta đầy căm phẫn. Gia Gia vỗ vỗ bả vai ta an ủi nói. Quên đi, Bọn họ cho dù là lang băm, tốt xấu vẫn là thấy thuốc, mà ngươi. Trong ánh mắt sợ hãi của ta, gia gia toát ra biểu tình bi thảm, quả thực là tên đồ tề Gia gia đối với tương lai của Thái Y viện đã phán đoán. Sớm muộn gì toàn bộ đều chết trong tay ta, ta cảm thấy giờ khắc này đã đến, tay ta mà tâm của ta cũng lạnh, cái trán đổ mồ hôi, run run lấy tay giữ chặt góc áo của Nghiêm Tiểu Vũ. Cái kia Ngươi có nghe được bên Tây Hoa Cát đã xảy ra chuyện gì không? Nghiêm Tiểu Vũ đè thấp thanh âm nói. Cũng không rõ, trong ba tầng ngoài ba tầng toàn người là người vây xung quanh, đều là từ các cung khác phái người đến hỏi thăm. Đương Kim Bệ Hạ năm ấy 20, đăng cơ chưa được 2 năm, chưa lập hậu, cũng không có con nối giỏi, hậu cung phi tầng top 5 top 3 thường xuyên tụ tập một chỗ, nói hoa phi của Tây Hoa Cát có được hơn vài phần ưu ái, nay hậu cung lại thấy sự tình này, chỉ sợ trong cung sớm đã bốc hỏa chỉ hy vọng hoa phi gặp phải bất trắc lại sợ nàng là mang long thai nếu là gặp bất trắc ta quả quyết sẽ không cứu được nàng nếu là mang long thai cái gì mà hỉ mạch sợ là chính mình không biết có thai trong lúc vô ý xảy thai ta thật là đau đầu a à. là nữ thái y duy nhất trong cung ta nghĩa bất dung từ trở thành chuyên gia phụ khoa phi tử nào thân mình khó chịu đều tới tìm ta ta dựa vào vài y thuật thô sơ sử dụng ba tất lưỡi dùng tâm lý mà chữa khỏi bệnh cho các phi tần đến nay chưa lộ ra sơ hở nào chẳng qua không biết ca hát có thể giải quyết vấn đề xảy thai hay không chỉ như vậy trong chốc lát trong lòng ta đã điểm ra các loại khả năng cùng phương án giải quyết cuối cùng đưa ra quyết định chết thì chết tiến cung đi nghiêm tiểu vũ sớm đã thu xếp xong mọi thứ ta lên kiệu hắn một bên chạy chậm theo đến cửa cung ta hạ cổ kiệu hắn lại mang theo hòm thuốc của ta dẫn ta vào cung trước cửa cung có không ít kiệu ta nhìn nhìn đến qua, thầm nghĩ mấy lão xương cốt của Thái Y Viện đúng là mấy lão bất tử, nhanh như vây đều đã đến, thật sự quá khả kính đi. Còn chưa tới Tây Hoa Cát, liền nhìn thấy chung quanh đều là đám người tụng năm tụng ba khe khẽ nói nhỏ, tới ngoài Tây Hoa Cát lại là một mảnh yên tĩnh. Thủ vệ nhìn thấy ta chạy nhanh để cho ta đi vào, ta phóng nhẹ cước bộ, cơ hồ là bay vào trong Tây Hoa Cát, khói nhẹ thản nhiên lượng lờ, trái tim của ta đập nhanh hơn, khóe mắt thấy một bóng dáng vàng chói lọi bên bình phong, ta nghĩ một chút, quyết định vẫn là không thỉnh an, lén lúc trốn ở một bên quỳ xuống, lúc này một thái y đã bắt mạch xong lui ra, quý gối hưởng bóng dáng vàng chói kia rung giọng nói. Chúc mừng bệ hạ, hoa phi nương nương có tin vui, một thanh âm trầm thấp thản nhiên nói. Phải không, chẩn lại. Nghe không ra vui giận, việc này không tầm thường, phi tử có thai, hoàng thượng như thế nào có thể nghe không ra vui giận chứ không phải vui, thì tất nhiên là không vui, nếu là không vui, vậy tất nhiên là mí mắt ta lại nhảy. Còn nhảy theo tiết tấu. Đây rõ ràng là có bẫy. Mí mắt chị này nhất định có gắn chip điện tử, ngay cả ta cũng thấy có điểm không hợp lý, huống chi những người đó đều là lão thái y đã thành tinh. Nhưng thêm vài thái y đi lên, kết quả chẩn đoán vẫn là hỉ mạch. Nói vậy đây không phải là giả bộ, để cho bọn họ khi quân bọn họ cũng không dám, đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy thanh âm kia lại nói. Tống Linh Xu đâu? Nháy mắt vô số ánh mắt hướng ta đâm tới, ta run run. Vi thần ở. Ngươi đi bắt mạch, dạ. Ta mang theo góc áo tiến lên, liếc sang hoàng đế một cái, nhưng liếc không đúng lúc, vừa vặn bị hắn bắt gặp, sợ tới mức ta chạy nhanh cúi đầu, trong đầu vẫn hiện lên vẻ mặt âm trầm kia, ta giả vờ giả việc đặt lên cổ tay hoa phi, cổ tay trắng như tuyết, nằm ngón tay tròn tri, mạch không ngừng đập. Bó tay, không đập chẳng phải là chết rồi sao? Nhiều người đều nói là hỉ mạch, vậy khẳng định là hỉ mạch, ta thu hồi tay, đứng lên vòng vo rồi quỳ xuống, dập đầu nói. Bẩm bệ hạ, hoa phi nương nương quả thật là hỉ mạch, hỉ mạch, hắn trầm ngâm một lát, lại nói, tống linh xu ngươi ngẩng đầu lên, đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa, lòng ta lọt bọc một tiếng, có chút không hiểu, có chút kinh hoảng, lại vẫn là vâng theo thánh chỉ, ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng mặt trồng, liền nhìn chầm chầm ra đằng sau, mặt không chút thay đổi nói. Bẩm bệ hạ, hoa phi nương nương quả thật là hỉ mạch, ánh mắt của ta cảm giác được môi hắn trong phút chốc dơ lên độ công. Phải không, thật tốt quá. Ba chữ cuối cùng làm cho tất cả thái y ở đây đều thở dài nhẹ nhõm, nhưng sau ba chữ đó, lại thêm một câu đổ xuống. Như vậy, mấy tháng? Cái này náo nhiệt, có người nói hai tháng, có người nói ba tháng, còn có người nói bốn tháng, quả nhiên là đàn lan băm. Ta mặc không lên tiếng, thẳng đến khi hoàng đế gọi tên ta hỏi. Tống Linh Xu, ngươi nói, ta cúi đầu đáp. Vi thân cho rằng, hẳn là trên dưới ba tháng, hắc hắc. Cứ như vậy, nếu là hai tháng, thì phải là dưới ba tháng, nếu là bốn tháng, thì phải là trên ba tháng, nếu là ba tháng, vậy càng chuẩn, được rồi. Hoàng đế gật gật đầu, ta đang muốn thở ra một hơi, hắn lại nói. Từ nay về sau, Tống Thái y toàn quyền phụ trách vấn đề của Hoa Phi. Đây là lông nhi đầu tiên của trẫm, nếu có gì sai lầm, Tống Thái y, ngươi liền mang đầu đến gặp trẫm đi. Đó lại tới nữa. Mặc kệ bao nhiêu ý tứ, nghe đến câu này là ta lại không nhìn được loại tình cảm bi phẫn, dập đầu nói. Vi thần. Tuân chỉ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.